Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về nồi chiên không dầu thế hệ mới Erewhon của Clashstyle. Đây là đồ hình trụ và là một trong những nồi có dung tích rất lớn nhưng mà lại thiết kế hình trụ lên rất là gọn. Dung tích ở trong lòng nồi giới thiệu là 5,4 lít, rất là lớn. Để đủ dùng cho mọi người mà có nhu cầu chiên nhiều hơn so với các mức nồi thường là 3,3 đến 3,5 lít. Thì đây là nồi 5,4 lít là bạn có thể chiên được đến nửa con gà. Hoặc là những con gà nhỏ thì có thể chiên được cả con ở đây. Như các bạn thấy thì Clashstyle không biết là chủ ý hay là khách quan, họ thiết kế trông giống khá là khuôn mặt của chú bồ nhìn rơm và một trong những nhân vật nổi tiếng trong chuyện thú thích của châu Âu ở bên này. Nó thiết kế khá là đẹp. Mình thấy là mẫu này đẹp hơn là so với ảnh của nó chụp mẫu. Bên ngoài là vỏ lớp tĩnh điện, rất là đẹp và được sơn tĩnh điện màu nhìn rất là sang. Và thiết kế thì cũng khá là đẹp. Phía đằng trước thì hoàn toàn là bằng inox, mạ inox là nhìn rất là sang. Nó nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà nó tạo lên một cái gì đó mình thấy khá là chắc chắn và khá là thú vị với cái dòng nồi này. Thì đây là cái phần chỉnh cơ, nó rất là đơn giản, không có phức tạp nhiều. Các bạn chỉ cần xoay cái thời phím thời gian ở đây là cái thời gian đấu là bắt đầu nồi sẽ hoạt động. Và theo đấy là mình lựa chọn cái nhiệt độ nấu tùy mình, có thể di chuyển từ 80 cho đến 200 độ C. Còn phần nhiệt độ thì mình có về phần thời gian thì mình có thể nấu từ 0 cho đến 60, có thể từ 1 phút cho đến 60 phút. Cái tiếng gió bên trong là cái tiếng quạt gió để đẩy hơi nóng để cho nó chín đều thực phẩm đấy. Về các phím xoay thì rất là êm ái và rất là chắc chắn. Đấy, khi xong thì sẽ có tiếng tinh như này báo hiệu mình thấy khá hay, mấy cả âm thanh âm lượng cái thứ của nó không ồn ào, không ầm ĩ. Ngoài ra thì ở cái phần kéo tay cầm này, mình có thể tháo rời ra để rửa được nhé. Ở phần tay cầm này mình có thể tháo rời ra để rửa. Thì ở đây này, họ đã làm một cái phần nhựa ở đây, các bạn đẩy phần nhựa này lên, sau đó mới ấn được cái nút này và nhấc được cái lòng này ra để rửa tách riêng hai phần, phần lõi và phần rổ đựng đây. Đều được mạ bởi một lớp chất dính rất là, nhìn rất là đẹp và cũng an toàn nữa, dính chất lượng cao. Mình thấy Clashstyle họ càng ngày càng cải tiến khá nhiều những cái mẫu mã mới của họ và nó cũng khá ưu việt hơn, thiết kế chắc chắn. Dùng nồi rất là đơn giản, thật sự là trong quá trình nấu nướng thực ra mình cũng chẳng cần gì dùng nhiều, miễn là hàng tốt và dùng càng đơn giản càng dễ dùng thì nó lại càng mang lại hiệu quả cao. Đấy. Thì nếu như mà các bạn muốn đặt một nồi chiên không dầu Clashstyle 5,4 lít như thế này thì có thể liên hệ với shopguto.vn là qua website của chúng mình, hoặc là qua Facebook shopguto, hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.